luôn kìa. Các Hello bạn vợ chồng em đã quay trở lại channel mình nha. Hôm nay mình sẽ mặc bộ đồ full hôm vàng để đi nay giao lưu với lại người lạ. Sẽ giả vờ là một gôn gơn anh em ạ, là một gọi là con gái nhà giàu ấy. Tình cờ ấy, ghép đúng một bạn cũng là gái này, tên là Chen. Đây, chúng ta sẽ cùng check avatar nha anh em ơi. Úi xồi, ngồi ô tô luôn à. Trời ơi, kiểu này chắc là mình múa rìu qua mắt thợ rồi anh em ơi. Kiểu gái gái gôn hàng fake gặp gái có gôn gì đây em hàng ơi. real rồi. Để xem như nào. À, trông bạn ấy rất là tươi tắn luôn. Được đấy, nhưng mà chắc mình nghĩ bạn này chắc cũng nhiều tuổi rồi anh em ạ, nhìn rất là già dặn. À không, con gái không nên nói già dặn, người ta nghe được thì người ta lại buồn. Gọi là nhìn bạn này kiểu rất là chín chắn đấy. Nếu như bạn Chen mà có xem clip này cho mình xin lỗi, mình lỡ mồm một chút thôi. Ok. Rồi, ui đường bay đẹp này, bay quân sự luôn thôi. Quân sự là nhà rồi anh em. Vào quân sự luôn. À, đấy. Bạn này cũng trang bị bộ đồ gọi là full cây vàng giống mình luôn. Mình cũng vừa mới tậu full cây vàng cho cái ác này của mình. Ok. Thế à, có cái điệu nhảy nhìn đẹp thế nhỉ. Mình ác nghèo nàn quá, chả có cái gì. Kiểu giả dạng là gôn ngơn mà như này là hỏng rồi. Có mấy cái điệu nhảy trong RP trông nó khá là củ chuối. Nhưng mà mình phải công nhận là từ khi mà xuất hiện cái vòng quay full đồ vàng này thì mình thấy có rất là nhiều người sở hữu nhá. Chắc là một phần là nó rẻ, với lại cái thứ hai là nó khá là cute hột me luôn. Dành cho bạn nào chưa biết thì các bạn chỉ mất khoảng 5k UC đổ lại thôi là các bạn đã full sở hữu được tầm full full vòng rồi. Có những bạn nha quay mới mất có hơn 2k UC là đã ra bộ đồ rồi anh em ạ. Nhiều bạn kiểu hên dã Ghê man chưa? rồi đây. Rồi ok, người lạ đã theo mình Quá đáng vào quân sự luôn. Hay quá nhở. Mình rất là cảm động khi mà mỗi lần ghép auto mà gặp những người đồng nói đội kiểu cùng chung chí hướng với mình như này, mình sắp khóc rồi các em ơi. cái gì không nghe gì. Bảo tôi bắn gà lắm mọi người gái. Bắn gà. Cứ đi cùng nhau vào C là sẽ cover được cho nhau hết. Đừng đi lẻ mới dễ toang ấy. Kiểu không biết bắn luôn đấy. Rồi Không biết bắn vào nó đây. luôn. Những ai mà kiểu bắn yếu ấy, cứ vào đây là sẽ bắn lên tay hết. Rồi mấy mấy đứa này là boss gì bắn Những á. người bắn yếu không nên Không đi lút không không dạo. không sao Càng đâu. lút Có dạo một thì dụng này càng mấy dụng kia sẽ chạy xuống chỗ này tay. à. Rồi để xem trận này có mấy team nha. Mình thì đang giả dạng là gôn ngơn nên là mình không mở mic, mình giao lưu được anh em ạ. Nghe giọng mình ồm ồm mà gôn ngơn là người ta vả mình vỡ mồm đấy. Mấy team đấy, ba team cả, căng thẳng thế nhở. Ôi bị rác rồi. Ôi lắc dù rồi cơ hà, giọng dễ thương. Đây đây, ui có hai tên đang bay trên đầu này. Tiếc rằng là nóc C mình lại chả có súng chứ. Máy. Giáp 2. Ui hai team nó qua bên Ba nhà mẹ máy rồi nghe kìa. quá. Nhưng mà vẫn chưa có cây súng nào nó ra hồn là cầm VSS công được không ta. Bây giờ mình sẽ công vali, mình kiếm cây súng ấy, Ui mình gì qua đó, nhà sao máy lại mình không chơi có bọn gì này luôn. không? Để chúng nó bắn nhau hết này, mất kill. Ô, trong này có người luôn anh em ạ. Đây này có UMP rồi, từ từ nha, bình tĩnh bình tĩnh. Có một ông lại cũng vào ly này. À. Ơ bạn ơi, lút cái gì đây, nhà bạn à. Ôi, mẹ Này lên đi thì bắn lút người rồi. này, lút chỗ như Bên chỗ này có không con người. boss này. Có nên cầm cao không nhỉ? Cầm luôn đi. Ê, nó không phải boss là người nha. Ồ, Có đừng người tưởng là à. bot nha. Không, nó lại bắn cho, hỏi tại sao lại Này đen. mày, lấy súng bắn tao. Tao mất dạy này. Mày tưởng lát đi, mà không người lát đâu. Ôi, cầm lục R1895 mà rất là người à. Bạn nữ này bắn hay phết. Ô, nó chạy kìa. Này, thật tính rồi. Chạy đi đâu đây? À, định định công vào bên này. Ô, ui, có một tên đã nằm ngay sau tường rồi. Vãi cạch trường ạ. May mà cái tên kia nó chạy làm mình dừng lại, không là mình đi là mình bị tên này móc. Rồi, clear team này luôn rồi. Hai tên luôn. Kinh nhờ, đã có một tên đã nằm canh me chỗ này rồi. Tới qua 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 số 3 nào, qua số 3 này nhanh. Vẫn đang còn một team ở trong nhà máy thì phải. Nãy mình vừa nghe có tiếng súng nữa. Em lại Đây đây đây, em có tiếng bộ ốm SKL không? nhá, nghe rồi nhá. Em có bộ ốm Đẩy dần lên luôn anh em ơi. kìa. Đâu nhở? Không biết là team này còn mấy người nữa. Chạy tôn, chạy tôn đi ra qua đây. Thì bên trong hết rồi anh em ạ. Đây, có tiếng chân Đúng bên rồi, trong xin này. anh vậy. Ôi, nó tính ra nó chơi mình à? Đây rồi. Rồi, nóc này, còn tên nữa. Cũng UMP à bạn ơi, ôi. Ui, còn tên bên phải nữa, anh em phải công nhanh tên này thôi, không là bị kẹp. Chạy đi đâu bạn ơi, rồi. Còn một tên nữa đúng không? Rồi, clear luôn này. Chạy đi đâu, chạy đi đâu, chạy đi đâu. Từ từ, hết đạn rồi, hết đạn, từ từ, bình tĩnh, bình tĩnh.
vẫn ăn được mạng cuối thơm. Mình tưởng là cái mạng cuối là cái ông số 4 này ông lao ra ông ấy giết luôn rồi, ai ngờ mình vẫn ăn được cái mạng cuối luôn, thơm thế nhờ. Uầy. M4 băng luôn à? Xịn thế nhờ. Level 7 luôn anh em ạ. Mình thấy tưởng nó đúng ra. Ồ, trận này đúng gặp Rick Gun thật rồi anh em ơi, Gun Gun là đây chứ đâu. Đây mới đúng là Gun Gun này. Ở đâu hồi nãy? Gun Gun hàng real này anh em. Em wow, M4 băng level 7 luôn. Số 3. Xịn. Ồ, ui, cảm ơn nha. Hồi nãy em trời ơi. Không có sấy cốt này. Đã dễ thương này. Giàu có lại còn đáng yêu nữa. Này cho bạn không 6 luôn. Mark the location. Trời ơi. Đấy nhá, đầu clip mình đã show ID dành cho bạn nào mà gọi là muốn chơi cùng bà quên muốn chơi game nó, cùng bạn này nhá. Nó trên đồ nó chạy xuống. Đấy. Cái gì? Bắn thằng nãy đâu nó trên đồ nó chạy xuống. Thế là vẫn đang còn team à? Đâu nhá? À đây đây, cái xác cái tên lúc nãy mình bắn chỗ bên ngoài. Kiếm biết được sành nữa nào. Ui ông này chả có gì, còn mỗi cây VSS thôi. Lúc số 2 hơi ổn nha. Rồi, để mình đi theo cái bạn số 1 này mình xem coi là bạn này. Mình thấy là có một cây M4 băng level 7 là mình nghĩ là bạn này chắc là vẫn đang còn skin súng đấy anh em. Độc của nó đấy. Và hôm nay tính gọi là giả dạng Gun Gun. Ai ngờ Gun Gun fake gặp đúng Gun Gun hàng real luôn anh em ạ. Đỉnh của chóp. À đây đây còn người này. Xe trong luôn. Các bạn ơi, cứu mình với. Đấy, người trong xe trong này các bạn ơi. Giỡn hoài ố. Ôi ông này kiểu lom dom lắm anh em. Này thì lom dom này. Vẫn nốc à? Bầu đâu nhở? Ui. Thấy bạn này có mũ ba là mình thấy hơi kiểu hơi muốn gạt rồi đấy. Thế thôi nhá. Lấy mũ ba luôn. Barrel này. Có nên bắn barrel không nhở? Bắn đi. Trận này bắn barrel luôn đi. Ơ kìa. Rồi, bắn barrel cốt 3 luôn. Bắn đất 7 xem nào. Chứ mình thấy cầm CKL mà tanh gần là nó hơi yếu ấy. Này, giờ cốt 8 luôn này. Đây. Khổ ghê ấy, cứ phải ping đồ cho đồng đội này. Đấy, giờ thêm cái nữa luôn. Dạ, cốt 8 cho ăn cái này. Dạ, ơ có set này. Ồ, hình như là bạn nó công vào rồi. Nào nào, ngó ra, ui trên tầng 2. Đốc này, ui có tên nữa. Ôi yếu kìa. À tính phơm mà tính phơm mà. May mà sếp. Ôi hay. Cứu mình bạn ơi. Excellent work. Còn không. Clear rồi, team này thì clear rồi này. Còn tên kia chắc là bên kia chắc là tướng bot rồi. Nghe tướng súng này là bot chắc rồi. Ui. Được thế nhở. Thank you. Rồi hồi máu đã. Mình nghĩ chắc là khu quân sự này clear đấy. Hai ông kia chắc là đang đi tìm xe nhưng mà tìm không được. Thấy ông đội nóc quay về. Quay về làm sao kịp được bạn. Ok nhá, để mình lên. Mình nhớ là ông này có cái giáp 3 thì phải. Ờ, không có luôn à. Thế mình nhớ nhầm rồi. Tiếng chân à, vẫn đang còn à. Ok bạn ơi, mình qua đây. Bây giờ gặp boss hay người là cứ phải cẩn thận. Nhiều ông kiểu di chuyển như boss ý. Lỡ hôm nay nó móc cái là toàn. À con bot thật. Đâu nhờ, để mình chỉnh mic mấy bạn này to lên một chút đi. Nghe mic mấy bạn này hơi bé. Trận này là quyết định là bắn barrel rồi, không bắn M4 nữa. Uầy, M4 bằng đúng xịn anh em nhờ. Lại bot nữa. Thôi để bạn này firm cho có hòm. Uầy. Có cả Uzi nữa à? Uầy, thế mình biết mình nói có sai đâu mà. Trời ơi, Rick Gun là đây rồi anh em ơi. Đợi nãy giờ sao không có ai tới cướp thính ta? Chắc chả có ai tới cướp đâu. Có người già thì bắn khác. Thôi đi thôi. À, đây đây đây, có một tên này. Như bot đi sao anh em ạ? Đây còn bot đấy, thôi đi thôi. Đã để xem có thính còn súng gì không, có MK không? À UG thì bắn cái gì, thôi đi thôi. Đi tìm người nào. Này thính khá là xa đấy, nhưng mà cứ lại thính xem. Ô có xe đâu nhở, ở đây, ở dưới này. Có xe kìa các bạn ơi. Ơ kìa. Xe. Đúng rồi, quay lại luôn. Đấy, hợp lý bạn ơi. Đẩy vào chơi nè. Còn mỗi tên thôi sao ấy. Làm được. Ok nha, ok nha. À, ui hai tên đấy, hai tên.
Ôi, từ từ nào, từ từ bình tĩnh. Trời ơi, tên mình công mồ báo thế. Rồi, clear luôn hai tên. Đấy, cứ từ để nó xoay hết đạn rồi lấy công vào. Đạn nó đang còn cửa spam vào cửa mà mấy bạn lao ra như này có khác gì mà các bạn hứng đạn cho nó đâu. Cứ bình tĩnh thôi. Đừng nên ham kill nha. Phải bắn để từ tốn như mình các bạn hiểu không? Đấy. Mình thấy cái team này nãy giờ clear nhiều nhiều người phết. Đây rồi, có up luôn này. Ok nha. Đấy, có luôn ốp nữa, xịn xịn không? Quá xịn luôn anh em ạ. Rồi. Sao đã nghe gót 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 Ôi, có xe à, nữa. Còn xe xe tới nữa vào này, chơi luôn bạn. Ui, từ qua rồi. Ui. Rồi, đốc này từ từ đông 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 phết, team này phải 3 4 tên ấy. Đâu nhờ, phơm một rồi này, ở đây đây này, đốc này. Rồi, phơm hai rồi. Còn tên nào nữa? Ủa, bắn này đấy, đồng đội thôi mà bạn ơi. À, đây đây, bên ngoài, đây đây, bên này, phòng này. Chỉ còn một tên thôi. Còn một tên thôi. Chơi luôn này. Ô, vãi cả nồi ạ. Ôi tôi xong rồi. Trời ơi. Beautiful, nhanh đi. Tôi xong rồi. Mình đã bị bế đi rồi. Cắt luôn số 3 trời. Trời ơi tôi xong rồi. Em đi xa quá, em đi xa anh quá. Còn chấm máu luôn. Thôi mình chắc là mình xem nốt thôi anh em, mình cố gắng trận này. Trận này Còn sẽ để để chấm máu luôn. cho anh em người lạ sẽ lấy top 1 gánh mình này. Cố lên mọi người ơi, mình tin các bạn làm được. Thằng này đánh cho đồ nữa này. Ê, trời ơi. Mình cứ tưởng là Đó. còn một thằng đây, hóa ra là còn hai à. Cái tên bên Mới phải nó có trực đứng không? im nó kê, sợ thật. Mới có trực mà. Trời ơi, bo này còn 10 người, chắc là top 1 rồi anh em ạ. Cố kiểu mình ráng đợi cho team lấy top 1 nhá. Số 3 ơi là số 3 cũng Cuộc sống mà bạn, đen thôi, đỏ cũng mình thế. đánh nhau đi cho số 3 chơi game. Ôi, được bạn ơi. Mình thích bạn nữ này rồi đấy, chơi rất là đồng đội. Thế thì mình sẽ chơi game cùng với team này thêm một Số 3 game lấy nữa. cái số 3 Game này, à team này rất là dễ thương luôn. Nào, ốp Cố hả? gắng xem nốt để chơi game nữa Số nha. 3 chắc. Ở trong nhà có xe nha, nhà có xe à? Ôi, xong rồi. Ngay Thôi, đây nóc luôn đó. 2 rồi. Ui, bên trong nhà có nữa. Thôi, dừng xe đây là hơi Thì sai rồi. trên dưới bán kìa. Em nói trong nhà có xe mà đi ăn thính ăn. Dừng dừng, quả dừng xe cũng hơi Ơi. toang thật. Team này còn 2 thôi mà. Còn một thằng trong nhà nó bắn free luôn. Trời, tiếc nhỉ. Thường top 1 trận này. Thôi không sao. Mình sẽ làm một game nữa cùng với lại team người lạ. Rất là dễ thương này nha anh em. Trong nhà có người rồi. Tiếc nhỉ, trận này mình Tôi đang quá ngu. kiểu đang được nhiều kill ấy, cả trận này cũng có hơi ham kill cái chỗ khu chung cư. Ham kill quá, ẩu cái nó bị nó phơm luôn. Thôi không sao, làm lại nha, làm game nữa nè. Được của nó đấy. Ra đây. Chớm chứ rồi cho số 3. Ngồi đi chết chứ mà chết. Lại lươn rồi, ông này lươn Được. giống mình đấy. Nhiều khi kiểu cứ muốn Bảy thằng. kiểu giả vờ bảo thôi cố mình cố tình chết cho đồng đội chơi ấy. Nhưng thực ra là kiểu công ẩu. Dừng xe chỗ bên ngoài thấy là mình thấy sai rồi, thấy thấy kiểu cũng có xe trong nhà, khả năng là sẽ có tên ở trong nhà ấy. Tính này thì nó cũng ăn rồi, thì ra hầm tính là sai. Rồi trận này bay bay đâu được nhờ, cảng đi. Đường bay này thì chỉ có cảng Gekopon thôi. Ok, bây giờ map này Pochinki ít người bay lắm. Ô, bạn này có cái bộ đồ chuối nhìn dễ thương thế nhở. À, cái bộ đồ này trong cái vòng quay 60 UC phải không ta? Hình như là trước mình từng từng thử lấy cái ác chính mình quay quay khoảng 2 lần x10 à, mà nó khó ra lắm anh em. 2 hay 3 lần x10 nó không ra bộ đồ này. Nhìn tếu nhỉ. Cái đó không phải là anh Đâu. tính đâu. Anh tưởng đâu À, là ở cũng trong có bộ nhà đồ không, vàng luôn. chạy lên mé đó là Nghe mình cao đấy, lên lại gặp chơi đại gia được. nữa rồi anh em ơi. Không ngờ có thằng nó núp cái đó, anh Mình chỉ vừa là đứng đại ơi, gia hàng chưa fake đứng thôi, nữa gặp nó toàn núp đại xe gia hàng rồi. real này. Thôi trận này cố top 1 Không nha, không trận thế cho em trận xíu. cuối Ăn quá với chạy lại cái team hả? này nha mọi người. Trận thứ hai cũng là trận Rồi cuối tôi luôn. chạy lên mấy trên xíu Bình cho thường là dễ. mình đi giao lưu như này mình Không thử ngờ chỉ chơi giao game lưu bắn một game xong rồi người. mình out ra luôn, nhưng mà trận này gặp bạn nữ cũng khá là dễ thương Bắn này, người chơi thêm rồi trận game này, nữa mấy nhé. thằng bên kia cũng bắn. Đâu Quá rồi, chào. súng đâu rồi, trời ơi. Ôi bị lắc. Sao gun nè. Khu Quá này thằng là khu heo. nhân phẩm anh em, mà ai nhân phẩm tốt thì mới Không có có súng súng. to nhá. Quá lắc rồi bà con có Đây nhiều. cứ bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh. Khiếp, ông số 4 cũng công qua luôn kìa. Bình tĩnh bạn ơi. Mình vẫn còn chưa có cái súng nào nó ra hồn. Cái shotgun này bắn hơi toang ấy. Ôi, nó nhảy trước mặt kìa. Ô, từ từ, mini mini. Bình tĩnh bình tĩnh. Cứ bình tĩnh nha.
Đấy rồi, mình lại đây, mình lại đây. Rồi, chơi đi bạn ơi. Đâu nhở? Ngay dưới này. Chạy đi đâu bạn ơi, yếu chưa? Ui ôi. Bạn ơi, đừng phơm. Tính phơm mà, tính phơm mà. Này thì phơm mà. Từ từ nha, đợi đợi mình rút nhặt nhặt cây SKL đã. Rồi, rồi mình cứu sau. Rồi. Đấy. Cái SKL này. Ok. Ăn đằng đấy. Có mỗi tên nó đáp chỗ này thôi. À, bên kia ôi, rồi. Nó bắn kìa. Rồi, bình tĩnh, bình tĩnh. Bạn ở bên kia đúng không? Nào bạn ơi cho mình ra bạn ơi, số 4 ơi. Đừng làm thế mà dễ xa nhau bạn ơi. Đâu nhỉ, nó vừa xa chỗ nào ấy. Đâu rồi ta? Nó khó quá kìa, số 2 ơi. Chạy ra chạy ngoài kho rồi có mấy ông này. Chơi luôn đi. À ok, thấy rồi, thấy rồi. Ui hai tên kìa. Vãi cả trời, kiểu nó lút xong nó bỏ đồng đội nó chạy ra đây luôn ạ. Không hiểu đồng đội của gì này. Mình chẳng có cốp chứ, quả có cốp là sấy được rồi. Ô, nó đứng giống này. Ui. Thấy đồng đội cũng táp được vài viên, mình cho thêm hai viên nữa mà vẫn không knock ông này trâu thế. Không được rồi anh em ơi, góc này mình thấy nó sai sai quá. Lùi về thôi, chứ bọn này mà nó có cốp là mình toang đấy, không đùa được. Phải lùi về tìm cách khác thôi. Ui 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 ui, ui có DB, có DB. À. À cái kìa, ui nó nằm nó sấy sao ấy. Không được rồi, không được rồi, không được rồi, chịu chịu. Khả năng bọn này là nó sẽ có một cái scope to đấy. Thấy bắn khá là đau. Bây giờ làm cách nào để công lên được cái bọn này nhờ. Ôi. Trời ơi. Bình tĩnh nha bạn ơi. Bọn này nó nằm nó sấy nha. Đâm ra là đừng ngó ngó nó sấy cho không chờ phát nào đâu. Thôi buồn làm gì bạn ơi. Còn gì nữa đâu mà khóc với cầu. Ồ nó chạy mất rồi. Ô, số 3 trong, vẫn trong đấy à? Mình tưởng là team mình ra đây hết. Đây chỉ có cách là vòng vào khu nhà thôi, từ từ, từ công lên mới được. Bây giờ mình sẽ di chuyển IQ này, di chuyển gọi là một cách gọi là hợp lý này. Mình sẽ là người gọi là mở cánh để combat đầu tiên cho anh em công. À, đi qua mấy khu nhà này xem biết đâu lại ông trời thương cho mình cái cốp nào to to một chút. Chỉ cần cốp 3 thôi là ok rồi. Ơ, số 4 lại bị nóc. Đùa. Có cứu được không? Chắc cứu được đấy nhỉ. Thôi cứ để cho bạn số 2, à số 3 cứu đi. Mình sẽ tiếp từ từ mình tiếp cận tiếp. Bây giờ có bên đây rồi quay về cứu thì mình thấy nó hơi bị lỡ. Ồ, có phớt này. Trời ơi, một phớt quý giá anh em ơi. Đây, đổi sang cây bizon luôn. Tầm này phải cần những cây súng bắn xa. À, Uzi này. Bắn Uzi đi. Vẫn chưa có cái cốp nữa cơ, mình vẫn đang rất là cần một cái cốp. À có xe bác đi chỗ này luôn, trời ơi cũng được anh em ơi, lấy xe công dân này. Đặt cánh này. Cứ để cho đồng đội mình kiểu focus mấy ông này. Mình sẽ là người đi móc. Để mở combat với lại team này, chứ đứng đây kề cả ngày chết bò hết à. Đấy cẩn thận nhá. Đây rồi một tên đang còn ngồi kê này. Ơ, thôi xong rồi. Chạy đi đâu bạn ơi. Ủa. Số 1 bị phơm luôn rồi kìa. Trời ơi bạn giữ ơi. Đèn thế nhở. Hình như là bạn nó luôn hay sao nhở. Chắc bạn nó luôn ý. Ồ phải lấy gần này. Không trúng đầu sẽ trên đầu. Đây cả nồi thật ông này 8x 3x 4x tùm lum luôn. Ê nó mặc đồ của em kìa. Còn mệt ép luôn. Có 8x mà chả có sơn níp nhỉ. Rồi bình tĩnh nha, để mình lại. Các bạn cứ từ từ. Đây rồi, I'm coming. Mình có đồ rồi, đồ ngon rồi. Khu nhà đúng không? Trời luôn. Đâu rồi, ui rừng này là hơi sai. Ở trước mặt này. Đang kê này. Rồi, à cái tên này vừa gạt bạn số 1 này. KG tay to đây đúng không? Thế là khả năng ông này là cái ông lúc nãy đứng ở trong cái xưởng với lại cái ông kia mà bị phơm. Nãy rõ ràng mình thấy hai ông mà tự nhiên lại vào xưởng lại có mỗi ông này. Thế ông này vòng cái gì mà lại vào bên trong này được nhở? Ảo thật. À đây rồi, có mini rồi. Ok nha. Mini thì phải bắn thôi, có 8x mà. À, có tiếng DB khu nhà. Thế thì khả năng là bạn nó đấy anh em. Chắc là tên còn lại thôi, nãy team này mình mới phơm một ở trong cảng mà. Rồi không phải gọi nhá. Đây. Lại khô máu luôn anh em ạ.
Bạn chạy đi đâu? Nhà nào đây? Nhà nào đây? Có hai nhà. Nào, bắn tiếp xem nào. À, đây rồi, vịt vàng luôn. Ông này nhặt bộ đồ vàng của bạn, bạn của bạn số 1 à? Đây, có bom lửa này. Đứng đây kê đúng không? Kê đi đâu? Kê đi đâu? À, S12K. Ui giời. Chết luôn anh em ạ, bom lửa bây giờ lợi hại thật sự luôn đi. Ơ kìa, có xe trước mặt kìa. Đây đây đây, chúng nó vừa 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 chạy xong. Nhưng mà sợ không đủ xăng để dí này. Không dám bốt luôn đi. Tim mình không bắn gọi bọn nó lại nhỉ. Bắn gọi đi bạn ơi, bắn gọi đi. Mình đang lái xe mình không chát được chứ. Mở mic thì bị lộ mất. Kìa, trước mặt kìa, bắn đi trời ơi. Nó dừng rồi à? Rồi 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 rồi, bọn này thấy mình rồi anh em ạ, đỡ phải bắn. À, đi đón để thấy mình. Kinh đấy. Đây, góc này đẹp này. Úi rồi. Đây này. Rồi, nóc một này. À, thấy được đấy, không đùa được. Từ từ nha, đứng đây block nhau chết. Kìa rồi. Ui. Ơ, mình bị cái tên sniper trên này nó phơm hay sao nhở? Cái kia của mình này anh em ơi. Từ từ nha, thế là vẫn là còn một team khác nữa chỗ bên phải. Đây đây có tiếng buggy này. Ê, xe bên phải nữa, xe bên phải nữa. Team khác, thằng ấy, team khác chắc, chắc luôn đấy, nó vừa phơm kêu của mình mà. Rõ ràng mình muốn đốc cái ông cờ Nepal bị nó dùng Scaler nó phơm luôn, cú thật. Thôi, không 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 lên được rồi, nguy hiểm quá. À, đây rồi. Nào mà bạn ơi. Trời ơi. Thôi sao? Ôi. Bế số 3 đi luôn rồi. Em bắn nhau đây anh lộ xuống đó. Chú Bukin phải anh quay lại kia phải làm sao mà. Đây trước mặt này, trước mặt này. Đây rồi. À, trời ơi, đây 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 đây. Bình tĩnh nào. Rồi, tên lẻ thật, nó chết luôn rồi. Ai cả trường ạ. Đèn tê nhở. Tự nhiên đâu ra cái tên lẻ này, nó cãi kiểu của mình, nó lại còn phơm mất ông số 3 luôn. Thôi, hơi đen rồi, còn team trước mặt nữa thôi. Đây mình nghĩ là bây giờ mình phải vòng phải mình móc cái tim này thôi. Góc của nó mình cứ tưởng là cái góc của nó thấp mình dễ bắn nhưng mà ai ngờ càng đi lên mình thấy nó lại càng bị thụt xuống ấy. Kiểu khó quan sát lắm. Đấy anh em thấy không? Đứng đây vẫn không nhìn được nó này, chỗ nó vẫn đang còn có một cái hõm nó kê chỗ đấy cũng khá lợi hại đấy. Đâm ra là mình không thể công được. Mình phải di chuyển sang góc bên phải thôi. Thì mở cánh rộng ra thì mới nhìn được mấy ống này. Chỗ mấy ống này lại còn nhiều cây nữa. Cứ bình tĩnh. Đây, cứ mở dần góc bên này. Ồ, vẫn chưa nhìn ra được bọn này này. Hòn đá trước mặt à? Hòn đá thứ hai á. Đá bên gốc cây có nữa. Gốc cây luôn kìa. Ủa, sao mọi người nhìn thấy hay vậy ta? Đó, đá đó đó. À, rồi rồi, thấy. Ok, bây giờ mới nhìn thấy. Ồ, đây này, đầu này. Trời ơi, một đầu rồi. Nó núp nhanh đấy. À, một tên gần nữa à? Gốc cây à? Sao không thấy ta? Ơ, nó nằm này. Một đầu luôn. Khiếp thật, bóng này bé na kinh đấy. À, đây rồi. Uầy, yếu kìa. Táp xuyên sờ mốc. Mà không nóc. Tên này đứng lộ lưng này. Rồi, nóc một rồi. Từ từ nha. Bò gần tới cục đá kìa, thằng bò gần cục đá. Bò. Vậy chắc là khả năng là mấy bạn này kiểu bị lát sờ mốc ấy, mình không nhìn được. Từ từ nha, để sờ mốc đã. Góc của nó vẫn cứ là đẹp anh em. Mình đứng đây nó vẫn nhìn được mình không nhìn được nó cơ. Không được rồi, mình phải lùi về thôi. Số 4 đã cong lên gần rồi cả. Đây rồi, để mình. Ui. À, đây rồi, thấy tia lửa rồi này. Rồi, nóc tiếp. Phơm luôn hai à? Rồi, clear luôn. Ok. Thế là team này đã clear, team này đủ 4 luôn đấy. Tính ra là team này mình ăn cả 4 kill chứ. Nhưng mà bị cái tên quần què kia nó cay S kill, cay thế nhở. Rồi, bây giờ sẽ đi vào bo bắn với lấy gun đi. Kiếm cái giáp mới được, giáp mình toàn hết rồi.
Có xe. À đâu? Mình nghe tiếng máy bay, mình tưởng là Qua có mới được không? xe cơ. Ở đây có xe thật. Enemy Ui, có con co đá xe. Ui, không được rồi. Đậu xanh, chỗ này nó bị tù quá. Ui, chạy 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 chạy. Từ từ, bình tĩnh bình tĩnh. Ui, có một tên cầm ốp đấy. Từ từ nha, bình tĩnh nha, số 4 đây. Bây giờ ra đấy cứu hơi khó đấy. Để mình sớm móc cho bạn này bò về. Đấy, bò về đi bạn ơi. Đường đấy nó kẹp hai hướng là toang đấy. Lộ lộ người, lộ người. Cái góc này thì mình biết rồi. nó mấy lần rồi đấy. Kìa kìa, có tên đang ngó chỗ ốp cây kìa. Để cứu đã. Không lẽ ăn viên ốp cái là game mới đấy. Cứu đã, lỡ mình nốc rồi, đang có số 4 cứu mình. Nốc 4 lần rồi. Bốn lần rồi không chạm là À, đẩy trống này. Đẩy trống á bạn ơi. Rồi. gì. Quay, vẫn còn hai tên nữa. À, team này đông mà. Nó núp chỗ gốc cây đi anh em. Ồ, đây này. Uầy, thế mà không chết nhở. Hay. Để mình ốp quả bom vào hòn đá nhá. Tên kia phải cứu thôi. Gốc cây à. Uầy, quả bom mình thấy chắc cũng yếu thôi. Mình cho thêm quả nữa này. Lần này lại bảo không nốc đi. Thêm quả lửa này. Chết hết đi, úi rồi nhập. Vô đời tôi đi chưa được. À, vẫn nốc, còn một thôi, còn một thôi. Đấy rồi, còn một đấy rồi. Chạy à, chạy à. Chạy đi đâu, rồi, clear luôn, hợp lý luôn. Ok, vậy là team này đủ 4 luôn. Nào, để xem phần thưởng dành cho người chiến thắng nào có gì đây. MK anh em ơi. Bắn luôn. MK8X này thể hiện trước mặt người lạ này. Và cả cái kết này bị ban ặc này. Này núp chỗ nào hết rồi nhỉ? Đang còn 6 ông nữa, khả năng là còn hai team. Bạn ơi. Ra mặt đi bạn ơi. Núp chỗ nào hết rồi ý. Khó tìm thật sự. Ôi, trước mặt này. Ngay giữa đường này. Ô, ui sau lưng có. Ui nó nằm chỗ ụ rơm này cũng có luôn này. À còn chỗ bên bụi cỏ này. Ui tìm mày đâu vết ba thằng. Đây đây đây, đây dừng đây sấy được. Đây rồi. Sấy trống các bạn ơi. Này thì mà các được chứ. Ô bên trái kìa số 4 ơi. Ui được không được không được không. Thôi xong. Trời ơi. Quả đấy mình sợ nó phơm mất ông số 4 nên mình phải sấy, kiểu mình sấy lại nó đấy, máu mình yếu quá. Vãi cả trường bọn này đủ 4 luôn anh em, mà nó nằm nó rải rác người sợ thật đi. Tiếc tê, trận này thấy là đủ 4 là lại một trận mất tâm 1. Trời ơi, trận đang hay. Đen quá anh em ơi, hôm nay là ngày gì ạ? Không lấy được top 1 cho team rồi.